Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin lành cho người Việt ngày 1 tháng 11 năm 2021. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học một chủ đề rất là thú vị, đó là tạ ơn cách vui mừng qua phân đoạn Kinh Thánh Thi Thiên 100 câu số 1. Lời Chúa chép rằng: "Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va." Câu gốc trong bài học Kinh Thánh ngày hôm nay là: "Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va." Câu hỏi suy ngẫm trong phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay là: Trước giả Thi Thiên 100 cho biết những ai phải tạ ơn Đức Chúa Trời, phải tạ ơn Ngài bằng cách nào? Bạn áp dụng phương cách này trong cuộc sống ra sao? Thật ngạc nhiên khi biết Thi Thiên 100 là thi thiên duy nhất được xác định rõ là thi thiên để cảm tạ. Có nhiều thi thiên khác được sử dụng cho mục đích cảm tạ Đức Chúa Trời, nhưng chỉ có Thi Thiên 100 bày tỏ rõ ràng mục đích cảm tạ ngay chính trong tiêu đề. Thi Thiên 100 mở đầu bằng lời kêu gọi cả trái đất, nghĩa là bao gồm tất cả tạo vật đã được Đức Chúa Trời dựng nên, câu số 3. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Và đối tượng của sự thờ phượng và cảm tạ chính là Đức Giê-hô-va. Danh xưng cá nhân này của Đức Chúa Trời được dùng 4 lần trong Thi Thiên 100. Tại đây chúng ta nhận ra hai lẽ thật quan trọng. Thứ nhất là ca ngợi và cảm tạ Đức Chúa Trời là bổn phận của mọi người thuộc mọi dân tộc, mọi nền văn hóa, mọi chủng tộc và mọi lứa tuổi. Ngày nay, nhiều người dễ dàng cảm ơn một người đã giúp đỡ mình, nhưng có bao nhiêu người thật sự cảm tạ Đức Chúa Trời trong mỗi giây phút của cuộc đời mình? Thứ hai, một người chỉ có thể thực sự ca ngợi và cảm tạ Đức Chúa Trời khi biết Ngài là ai. Không phải chỉ là sự nhận thức của tâm trí, nhưng còn là sự nhận biết trong mối liên hệ cá nhân với Ngài. Lòng biết ơn thật sự bắt nguồn từ mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời, đấng sáng tạo và là đấng ban mọi sự cho con người. Ca ngợi và cảm tạ xuất phát từ một tâm trí nhận biết Đức Chúa Trời là ai, mình là ai, và một tấm lòng biết ơn về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho mình. Nhưng lòng biết ơn còn phải được bày tỏ ra bên ngoài một cách vui mừng. Tại đây, trước giả kêu gọi mọi người hãy cất tiếng reo mừng. Cụm từ cất tiếng reo có nghĩa là gây ra một tiếng động hay phát ra một tiếng kèn. Trước giả kêu gọi mọi người thờ phượng hãy lớn tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời vì tấm lòng tràn đầy niềm vui và lòng biết ơn Ngài đến nỗi không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Chúng ta thường chứng kiến quang cảnh vui mừng với những tiếng reo hò, những bước chân hối hả, những vòng tay ôm chặt và cả những giọt nước mắt vui sướng của những người thân gặp nhau tại các sân bay hay nhà ga xe lửa. Trong tinh thần vui mừng tạ ơn Chúa, mỗi con dân Ngài cũng cần thấy ơn Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày không xiết kể để chạy đến với Chúa, ôm chầm lấy Ngài và cất tiếng reo mừng ca ngợi đấng quá yêu chúng ta đến nỗi đã hy sinh chính Ngài cho chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta đáp lời kêu gọi của trước giả Thi Thiên 100: "Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va." Lần cuối cùng bạn thật sự cảm tạ Đức Chúa Trời với cả sự vui mừng và phấn khích là khi nào? Xin mời chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con ca ngợi danh thánh của Ngài, lòng chúng con biết ơn Ngài vì ân sủng, sự thương xót, về sự tốt lành của Ngài đổ trên con cách dư dật mỗi ngày. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và học lời Chúa ngày hôm nay. Mọi ý kiến thắc mắc của quý vị hãy để lại dưới phần bình luận của video này. Và đừng quên chia sẻ kênh Tin lành cho đến nhiều người biết đến tình yêu thương của Chúa. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị và các bạn.